la 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 chẳng không tiếng súng, chỉ có lòng bao dung, hướng đường ngày lối đúng, ấm áp tình gia chung. Gia chung nơi cây trồng niềm tin của những người lầm lỡ, nơi ươm mầm ước mơ những mảnh đời giang dở. Trận không tiếng súng, chỉ có lòng bao dung, hướng đường ngày lối đúng, ấm áp tình gia chung. Gia chung nơi cây trồng niềm tin của những người lầm lỡ, nơi ươm mầm ước mơ những mảnh đời rạng rỡ. Niềm tin yêu bay cao, gia chung nơi cây trồng niềm tin của những người lầm lỡ, nơi ươm mầm ước mơ những mảnh đời rạng rỡ. Gia chung hát khúc hát tự hào, người chiến sĩ quan giáo hát khúc hát tự hào. Từ hội trường của trại giam Gia Trung Bộ Công an, Phương Thảo và Thế Cương xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con của huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn các nghệ sĩ diễn viên đã mang đến những tiết mục mở đầu chương trình thật đặc sắc vừa rồi. Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức hai tiết mục nghệ thuật Biết Mấy Tự Hào sáng tác Phạm Tuyên và Gia Trung Yêu Thương nhạc Trần Đức Quỳnh, thơ Nguyễn Đình Ba do tốp ca nam nữ và các nghệ sĩ múa thể hiện, đã mở đầu cho chương trình Giai Điệu Bình Yên số 41 ngày hôm nay với chủ đề Cao Nguyên Nơi Thắp Sáng Niềm Tin. Kính thưa toàn thể quý vị, Giai Điệu Bình Yên là chương trình do Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Bộ Công an phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức thực hiện. Và trong chương trình Giai Điệu Bình Yên số 41 với chủ đề Cao Nguyên Nơi Thắp Sáng Niềm Tin, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với không gian nghệ thuật của chương trình ngày hôm nay để hiểu hơn về công việc của những cán bộ, cảnh sát, quản lý trại giam. Và đặc biệt, chương trình còn mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là hướng tới chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng. Vâng, và đến với chương trình Giai Điệu Bình Yên thì quý vị sẽ được gặp gỡ với các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu vị khách mời đầu tiên, Đại tá Đào Ngọc Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Giám thị trại giam Gia Trung, Bộ Công an. Xin được mời lên sân khấu Đại tá Dương Luyện, nguyên Phó Giám thị trại giam Gia Trung, Bộ Công an. Xin được trân trọng kính mời Thượng tá Nhạc sĩ Dương Tấn Bình, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án Hình sự tại Cộng đồng, Công an tỉnh Đắk Lắk,
Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đắk Lắk. Xin được giới thiệu Thiếu tá Phạm Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung, Bộ Công an. Xin được trân trọng kính mời Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Gia Lai. Và xin được mời đồng chí Thơn, trưởng thôn Con Chà Rã, xã Hờ Ra, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Và sau đây chúng tôi xin được mời lên sân khấu Đại tá nghệ sĩ nhân dân Trần Viết Thân, nguyên trưởng đoàn văn công quân khu 2, và Thượng tá Lưu Xuân Đông, Phó trưởng phòng văn hóa văn nghệ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, thành viên ban tổ chức chương trình, sẽ lên tặng kỷ niệm chương cho các vị khách mời tham gia chương trình Giai điệu Bình Yên số 41. Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu đó chính là 6 vị khách mời sẽ cùng đồng hành với chương trình Giai điệu Bình Yên số 41 ngày hôm nay. Và chương trình Giai điệu Bình Yên ngày hôm nay cũng vô cùng đặc biệt khi được ghi hình tại trại giam Gia Trung, nơi mà chúng ta được biết đến đó là công việc của những người thầy làm công tác quản lý giáo dục các phạm nhân, những người gieo mầm thiện. Và sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Viết Thân và đồng chí Lưu Xuân Đông sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với 6 vị khách mời. Xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí. Và xin mời các vị khách mời sẽ nán lại sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Ngay sau đây chúng tôi xin được mời lên sân khấu Thượng tá Hà Thị Kim Dung, Phó trưởng phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an, và Thượng tá Phạm Khắc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại giam Gia Trung sẽ lên tặng hoa cho các vị khách mời. Xin được trân trọng kính mời hai đồng chí. Chúng tôi mong muốn là thông qua những tác phẩm nghệ thuật thì sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về công việc của các đồng chí, và bên cạnh đó thì là sẽ có phần chia sẻ của các vị khách mời sẽ minh chứng rõ nét cho những công hiến của các cán bộ làm công tác quản lý trại giam trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai đồng chí lãnh đạo sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với các vị khách mời. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các vị khách mời của chúng tôi, những người đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được trân trọng cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo và xin được mời các vị khách mời sẽ trở lại hàng ghế khách mời để ít phút nữa thì xin mời các vị khách mời sẽ cùng trò chuyện với lại quý vị khán giả trong không gian nghệ thuật của chương trình Giai điệu Bình Yên. Kính thưa toàn thể quý vị, có thể thấy rằng lựa chọn công việc đó chính là giáo dục cải tạo phạm nhân và gieo mầm thiện trong mỗi người lầm lỗi. Những cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam trong suốt thời gian vừa qua, họ đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Và đặc biệt khi mà họ lựa chọn công việc này, đó là chọn một hành trình đầy gian nan và đầy khó khăn, nhưng cũng rất đỗi vinh quang những người làm công tác giáo dục lại những người lầm lỡ để trở về với cộng đồng. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để theo dõi một phóng sự về quá trình nỗ lực dựng xây và trưởng thành của trại giam Gia Trung, Bộ Công an. Nằm ở vùng đất với những cao nguyên xếp tầng đầy nắng gió và những cánh rừng già xanh thẳm, trại giam Gia Trung có quy mô giam giữ hàng ngàn phạm nhân, đóng quân trên địa bàn thuộc 4 xã của huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Đây là địa phương có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60% dân số. Xung quanh đơn vị có 13 bản làng người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, công tác giáo dục luôn được đổi mới, có sự cải thiện rõ rệt về điều kiện cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của phạm nhân trại viên học sinh, mở rộng các cái chương trình giáo dục đào tạo nghề, tạo điều kiện cho phạm nhân trại viên học sinh nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng về nghề nghiệp, tăng cường các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giúp phạm nhân trại viên học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần, yên tâm lao động học tập, làm tốt công tác tư vấn tâm lý, dạy nghề nhằm giúp cho phạm nhân trại viên và học sinh nhận thức và sửa chữa lỗi lầm, cải tạo tiến bộ, phối hợp với lại địa phương, gia đình phạm nhân trại viên và học sinh trong quá trình cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng. Là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều năm qua, trại giam Gia Trung luôn ý thức đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ của trại giam Gia Trung luôn ý thức được chức trách nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân, tạo môi trường lành mạnh để họ yên tâm cải tạo, sớm hoàn lương, trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Khó khăn, thách thức còn nhiều, song với bề dày truyền thống gần 50 năm xây dựng và trưởng thành,
với bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, trại giam Gia Trung sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, cũng như sự tin cậy, mong đợi của nhân dân. Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Thanh Nhàn đã gửi tới quý vị khán giả một ca khúc rất ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Liên được mang tên Em Hiểu Rồi Anh Quản Giáo Ơi. Kính thưa toàn thể quý vị, từ đầu chương trình tới giờ thì quý vị đã được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang âm hưởng tự hào. Đó chính là những khúc ca, ca ngợi về những cán bộ chiến sĩ làm công tác quản giáo. Và đặc biệt trong ca khúc vừa rồi, một ca khúc rất là ý nghĩa. Vậy thì với Đại tá Dương Luyện, khi mà lần đầu tiên được tham gia chương trình Giai điệu Bình Yên và một chương trình có một ý nghĩa rất là đặc biệt, cao nguyên nơi thắp sáng niềm tin, thì không biết là cảm xúc của đồng chí như thế nào? Tôi cảm tưởng như một viễn cảnh của một chiến sĩ quản giáo, mà nơi hầu phước đang vững chắc, nơi mầm gọi là gieo mầm để yên tâm người chiến sĩ quản giáo, nơi gian khổ nhất để giáo dục
con người từ lỗi lầm trở về những con người lương thiện. Một bài ca trước tiên cảm ơn nhạc sĩ đã đưa đến cho trong lòng chúng tôi một cảm xúc khó tả. Đây là một điều ca ngợi đến cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Thật, lời ca tiếng hát nó sẽ đưa đến tạo cho cuộc sống của con người chúng ta thêm một cái sức mạnh. Có lẽ là lúc nào ở đâu đó tôi đã từng đọc một nhà cách mạng nổi tiếng của nhân dân Tiệp Khắc đã có câu nói rằng là con người không có tiếng hát thì như cuộc sống không có mặt trời. Và xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đại tá Dương Luyện, là người mà đã công tác và gắn bó với trại giam Gia Trung. Và ngày hôm nay thì khi mà lắng nghe những chia sẻ của Đại tá Dương Luyện thì thực sự Phương Thảo cũng cảm nhận được cái sự xúc động và cảm nhận được cái trái tim vẫn còn cháy bỏng, nhiệt huyết của một người cán bộ đã từng làm công tác lãnh đạo quản lý và gắn bó với lại trại giam Gia Trung. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Đại tá Dương Luyện. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của Đại tá Đào Ngọc Sĩ. Vâng, không biết là Đại tá cảm thấy như thế nào khi ngày hôm nay chương trình Giai điệu Bình Yên mang lời ca tiếng hát, những ca khúc rất là tự hào về người quản giáo đến với trại giam Gia Trung ạ? Kính thưa các đồng chí, hôm nay được sự quan tâm của Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục, Trường Giáo dưỡng đã mang đến cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của trại giam Gia Trung một món quà, một quà rất đặc biệt, cao nguyên nơi niềm tin thắp sáng. Cá nhân tôi cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ rất là cảm ơn các cấp lãnh đạo, các đồng chí đã quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ đơn vị trại giam Gia Trung. Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Đại tá Đào Ngọc Sĩ. Và chút nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của Đại tá cũng như là các cán bộ chiến sĩ đang làm công tác ở đây, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về những cố gắng, những cống hiến thầm lặng của họ để mang lại cho xã hội thêm những người tốt, những người đã từng một lời thầm lỗi nhưng họ đã được gieo mầm thiện ở nơi này. Vâng, thế còn đối với nhạc sĩ Dương Tấn Bình, một người mà cũng đã rất là quen thuộc với rất là nhiều những cái sáng tác viết về lực lượng công an nói chung cũng như là cảnh sát quản lý trại giam. Vậy thì từ đầu chương trình tới giờ, khi mà chúng ta đã được nghe ba tác phẩm nghệ thuật đều có một âm hưởng, đó chính là tự hào, ca ngợi về hình ảnh của những người cán bộ chiến sĩ quản giáo nói chung cũng như là cán bộ chiến sĩ làm công tác quản giáo tại trại giam Gia Trung nói riêng. Vậy thì cảm xúc của nhạc sĩ như thế nào khi mà chủ đề của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là cao nguyên nơi thắp sáng niềm tin ạ? Lời đầu tiên cho phép tôi được xin được gửi lời cảm ơn đến những người làm chương trình cũng như toàn thể quý vị đại biểu. Bản thân tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi cũng đã và đang cũng liên quan đến hệ lực lượng này. Tất nhiên ở cái phạm vi nhỏ thôi, không thể so sánh với cái trại giam Gia Trung cơ sở nơi đây được. Thế nhưng với là tư cách là một người cũng trong cái hệ lực lượng này, cũng có những cái trải nghiệm từ thực tiễn, rồi cũng có những cái cảm xúc từ thực tế liên quan đến cái mảng công tác này, thì bản thân tôi cũng rất là cảm ơn các đồng chí đã có cái sự quan tâm đến cái hệ lực lượng này, một cái hệ lực lượng rất là gian lao, rất là vất vả. Và do đó khi chúng ta đã tổ chức được những chương trình tôn vinh cái hệ lực lượng này thì bản thân tôi và tôi cũng tin rằng là tất cả cán bộ chiến sĩ nơi đây là cũng đều cảm thấy rất là cảm động và cảm ơn ban tổ chức chương trình. Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi nghĩ rằng chính những công việc của những cán bộ chiến sĩ làm công tác quản giáo là những cái chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra những cái tác phẩm nghệ thuật để tôn vinh họ, tôn vinh cho những cái nỗ lực cống hiến của họ trong việc cải tạo giáo dục phạm nhân. Và thưa đồng chí Vân Anh, khi mà ngày hôm nay chương trình Giai điệu Bình Yên được thực hiện tại trại giam Gia Trung, có thể nói rằng là chúng ta nói về chính công việc của chúng ta. Vậy thì đồng chí muốn nói gì tới quý vị khán giả cả nước? Trước tiên thì tôi cũng xin được chia sẻ là chương trình Giai điệu Bình Yên là một cái chương trình nghệ thuật mà tôi rất là yêu thích. Không chỉ vì bởi vì cái tên chương trình nó rất là ý nghĩa, mà bởi vì ở chương trình còn mang đến rất nhiều những tác phẩm hay và đi vào lòng người. Mỗi số phát sóng của chương trình thì đều để lại một dấu ấn đẹp
về người chiến sĩ công an nhân dân. Và hôm nay thì tôi thực sự là rất là thấy vinh dự và tự hào khi mà chương trình đã chọn trại giam Gia Trung là điểm tổ chức số 41. Thì cũng với cái tâm trạng như vậy thì tôi cũng rất mong rằng là chương trình sẽ là cái cầu nối để đưa chúng tôi đến gần hơn với mọi người, để mọi người hiểu và chia sẻ với những khó khăn vất vả của người chiến sĩ trại giam và đồng hành cùng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đồng chí Vân Anh. Và chắc chắn rồi, đó cũng chính là mong muốn của những người làm chương trình Giai điệu Bình Yên chúng tôi. Mong muốn rằng sẽ làm cầu nối để giúp quý vị khán giả có thể hiểu hơn về hình tượng người chiến sĩ công an, để từ đó thêm yêu, thêm giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vâng, xin được dành câu hỏi tiếp theo cho trưởng thôn Thân. Ngày hôm nay khi đến với chương trình Giai điệu Bình Yên thì không biết là cảm xúc của ông như thế nào ạ? Hôm nay tôi cũng rất vui thì được làm khách mời chương trình nghệ thuật tại trại giam Gia Trung. Thì tôi cũng là không có nói gì hơn, cũng là cảm ơn cái trại giam Gia Trung đã quan tâm cho khách mời của chúng tôi. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của trưởng thôn Thân. Và chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của vị khách mời thứ 6, đó chính là Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ngày hôm nay khi đến với lại chương trình Giai điệu Bình Yên thì không biết cảm xúc của chị như thế nào ạ? Tôi biết rằng thì đối với lực lượng công an nhân dân, ở tất cả các bộ phận, tất cả các lực lượng, mỗi bộ phận, mỗi lực lượng đều có một cái nỗi khổ riêng. Nhưng mà ngày hôm nay khi ngồi đây, ở sân khấu này, được nghe những ca khúc, những hình ảnh về trại giam Gia Trung thì một lần nữa trong thật sâu trong bản thân tôi sống dậy một cái cảm xúc rất là tự hào và rất là khó tả. Tôi nghĩ rằng đề tài chiến sĩ công an nhân dân nói chung và đề tài về người cán bộ quản giáo nói riêng trước đây, hiện nay và sau này sẽ luôn là một cái đề tài mà lực những người cầm bút, những người viết như chúng tôi luôn luôn trăn trở, tìm tòi và đặt ra cho mình một cái trách nhiệm là làm sao để mình có thể viết rõ hơn, chân thực hơn, đẹp hơn nữa về cái lực lượng này, không chỉ hiện nay mà còn phải trong tương lai nữa. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ có thể nói là đầy tình cảm và trách nhiệm của đồng chí Thúy. Vâng, thưa quý vị, với những người mà làm công tác quản lý giáo dục phạm nhân thì với họ đó thực sự là một công việc hết sức thiêng liêng, bởi vì họ nghĩ rằng khi mà chúng ta giáo dục cảm hóa được một phạm nhân thực sự hoàn lương, một phạm nhân thực sự tiến bộ thì mỗi một gia đình, mỗi một cộng đồng cũng sẽ bớt đi cái sự buồn đau, bớt đi cái gánh nặng. Và ngày trở về của những người lầm lỗi thực sự là niềm vui trọn vẹn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc đó trong tiết mục múa Trở Về, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh, âm nhạc An Hiếu do nghệ sĩ Phương Thảo và Diệu Thu thể hiện. Thank you.
giọt nắng hoa hiên vuốt nhẹ mái tóc từ lâu yêu thương. Dù mẹ mồ kết thoáng hương, dù mềm mại tóc ngủ yên say mộng. Ơi à, à ơi hơi ru, ơi à ru. Xanh còn là khói bếp cuồn quanh bên mẹ, mơ là giọt nắng hoài hiên vuốt nhẹ đôi mắt từ lâu yêu phiền. Dù mẹ bồ kết thoáng hương, dù mềm mại tóc ngủ yên say. Ơi à ơi hỡi du, ơi à du ơi à ơi mẹ ơi. Chúng tôi người chiến sĩ trải xa, chiến sĩ công an âm thầm nơi trận tuyến. Đối mặt tội phạm chẳng ngại hiểm nguy, khắp tình cay ác vì cuộc sống bình yên. Những bước chân lặng lẽ giữa màn đêm, mắt sáng lung linh như lửa thiêng rừng cháy. Giữ gìn trật tự bảo vệ trại giam, khắc ghi lời Bác dân quê mình. Hãy hát lên bài hát chiến sĩ trại giam, cùng chan ca vang thanh âm cuộc sống, cảm hóa những tâm hồn lầm lỗi đau thương, xua tan đêm tối cho ánh sáng soi đường. Chiến sĩ trại giam, chiến sĩ công an âm thầm nơi trận tuyến. Đối mặt tội phạm chẳng ngại hiểm nguy, khắc tình cay ác vì cuộc sống bình yên. Những bước chân lặng lẽ giữa màn đêm, mắt sáng lung linh như lửa thiêng rực cháy. Giữ gìn trật tự bảo vệ trại giam, khắc ghi lời Bác vì nhân dân quê mình. Hãy hát lên bài hát chiến sĩ trại giam, cùng chan ca mang thanh âm cuộc sống, cảm hóa những tâm hồn lầm lỗi đau thương, xua tan đêm tối cho ánh sáng soi đường. Hãy hát lên bài hát
trại giam, tự hào thay người chiến sĩ trại giam, tự hào thay người chiến sĩ trại giam. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã gửi tới quý vị khán giả hai tác phẩm nghệ thuật rất ý nghĩa. Và tôi nghĩ rằng sau khi mà theo dõi hai tác phẩm nghệ thuật vừa rồi, tôi cũng như là các vị khách mời và đông đảo quý vị khán giả ở đây đều trải qua những cái cung bậc cảm xúc rất là khác nhau. Nếu như trong tác phẩm Múa trở về vừa rồi thể hiện cho cái khát khao được mãnh liệt, được trở về với người thân, trở về với cộng đồng, với xã hội. Thế nhưng mà trên hành trình trở về thì còn gặp rất là nhiều những cái gian nan, những cái khó khăn. Khát khao đó không chỉ ở phía các phạm nhân, mà còn khát khao đó còn thể hiện ở cái tinh thần quyết tâm của những cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam. Và thưa Đại tá Dương Luyện, sau khi mà theo dõi hai tác phẩm nghệ thuật vừa rồi thì chắc chắn là gợi lại cho đồng chí rất là nhiều những cái kỷ niệm. Xin đồng chí có thể chia sẻ những kỷ niệm đó cho tôi cũng như là quý vị khán giả ở đây được biết ạ. Qua hai điệu múa và bài hát về chiến sĩ công an. Trước tiên tôi nói về cái điệu múa, phải nói rằng nó đã toát lên được trong cái nội dung sâu sắc ở trong đó. Với người mẹ khi người con phạm pháp luật, người mẹ rất đau xót, tưởng nhớ đến con, rất buồn, nhưng mà cũng thể hiện nét bực dọc với con. Nhưng với người con khi đã vi phạm pháp luật, đã vào trại giam rồi, nhưng trong khoảnh khắc vẫn đang còn sống khoảnh khắc gì đó mà làm cho cuồng loạn trong nỗi suy nghĩ. Đó tôi thấy rằng nó cái toát lên cái mà cái khó khăn trong công tác để giáo dục những con người không phải đơn giản. Nhưng sau đó, một chiến sĩ cảnh sát quản giáo tiếp xúc với lòng nhân ái, với ý thức trách nhiệm của một người giáo dục, đưa lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình của họ, tạo cho họ một cái ý thức và tạo cho họ một niềm tin để sớm cải tạo, để trở về với gia đình. Thì từ đó người ta đã nhận thức được rằng ánh sáng vẫn còn phía trước và người ta tiếp tục và cải tạo. Lúc đó người ta đã về với gia đình, nhẹ đến người mẹ xúc động quá lại vỗ về con mấy cái, nó thể hiện cái tình cảm mẹ con sâu sắc lắm. Vậy cái đó nó cái ấn tượng cho chúng ta, phải nói là rất cảm ơn tác giả đã đưa lên một cái khoảnh khắc này để tạo cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi thấy rằng công tác giáo dục của chúng ta rất quan trọng. Phải nói một điều thế. Và bài hát khúc sau là thể hiện vai trò dù công việc rất là khó khăn hàng ngày hàng giờ để tạo làm sao giáo dục và nắm bắt được tư tưởng của từng con người, để giáo dục nó trở thành con người. Chính bài hát khúc sau là thể hiện vai trò vẫn tự hào dù công việc vất vả nhưng cán bộ quản giáo vẫn vui, ngành yêu đời vẫn yêu đời và vẫn yêu nghề và hoàn thành để những công việc mà Đảng và Nhà nước giao. Xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Đại tá Dương Luyện. Và thưa quý vị, bất kể một phạm nhân nào khi vào cánh cổng trại giam thì họ đều có mong muốn là được trở về với xã hội. Thế nhưng làm thế nào để lao động cải tạo, làm thế nào để trở thành người tốt thì điều đó lại phụ thuộc rất lớn vào những cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục. Họ chính là những người thắp sáng niềm tin và dẫn lối cho những phạm nhân để họ có thể tiếp tục trên hành trình hướng về nẻo thiện. Và xin được hỏi Đại tá Đào Ngọc Sĩ, đó không biết là khi mỗi một phạm nhân được trở về đoàn tụ với gia đình, đó có phải là niềm vui lớn nhất của những người làm công tác quản giáo không ạ? Vâng, thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, đối với một phạm nhân khi vào trại thì người ta, cái quý nhất của người ta và cái mong muốn nhất của người ta là ngày trở về. Và chúng tôi gặp phạm nhân, giáo dục cải tạo phạm nhân thì cái lời đầu tiên cũng bao giờ cũng hỏi bao giờ anh hay bao giờ chị về. Cho nên cái từ về nó rất là quan trọng và nó có rất là ý nghĩa đối với cả chúng tôi và đối với phạm nhân. Cái tiết mục múa đã nói lên tất cả về cái ngày trở về. Và đối với một phạm nhân thì khi mà đưa phạm nhân đến trại chấp hành án thì chúng tôi qua cái công tác giáo dục, cải tạo họ và đến khi họ trở về thì đó là một niềm vui, một thành công và một cái niềm tự hào của chúng tôi. Báo cáo với các đồng chí là về đây không phải là chỉ về với gia đình, mà đây về với cộng đồng xã hội,
Và cái quý giá nhất của chữ về đó là về với nẻo thiện, về với một là một con người lương thiện, có ích cho đời, có ích cho xã hội. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đại tá Đào Ngọc Sĩ. Rõ ràng là bên cạnh những người thầy miệt mài bên trang giáo án thì chúng ta còn được biết đến những người thầy đặc biệt như là Đại tá Đào Ngọc Sĩ cùng với các cán bộ chiến sĩ của trại giam Gia Trung. Họ là những người đang hàng ngày tận tâm, tận lực để có thể mang về cho xã hội, cho cộng đồng những người thiện. Dạ, vâng, xin được hỏi đồng chí Thúy là khi mà theo dõi hai tiết mục vừa rồi cùng với lại chia sẻ của hai vị khách mời thì chị có cảm nghĩ như thế nào về hình tượng của người chiến sĩ công an trại giam ạ? Thưa quý vị, thì đối với bản thân tôi thì lực lượng cảnh sát trại tạm giam là một trong những cái lực lượng mà để lại cho tôi nhiều cái ấn tượng sâu sắc nhất, bởi vì cái đặc thù nghề nghiệp của các anh. Đây là một trong những cái lĩnh vực mà nếu như chỉ đứng quan sát bên ngoài, chúng ta không bao giờ hiểu được cái tính chất công việc khó khăn và gian khổ của các anh đâu. Phải ngồi nghe những cán bộ trại tạm giam kể về cái nỗi khổ, nỗi khó khăn vất vả hàng ngày của họ. Phải ngồi để nghe các anh ấy kể về những cái lá thư, những cảm xúc của các anh khi lâu lâu nhận được những lá thư mà phạm nhân gửi cho các anh sau khi người ta ra tù. Lâu lâu có một phạm nhân thành công quay lại thăm các anh, phải lắng nghe tâm tư và niềm vui của các anh. Những lúc đó thì chúng ta mới hiểu được rằng tâm tư của người cán bộ quản giáo nó rất là bình dị như vậy và nó cũng rất là cao đẹp như vậy. Ngày hôm nay khi ở sân khấu này nghe những ca khúc viết về các anh, những tác phẩm viết về các anh thì trong lòng tôi lúc này đây cảm thấy rất là tự hào. Tự hào vì mình là một người chiến sĩ công an nhân dân, được khoác lên mình bộ quân phục của công an nhân dân, được làm những nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó. Và trên hết tôi rất tự hào vì tôi là đồng đội của các anh. Xin được cảm ơn đồng chí Thanh Thúy, và có lẽ rằng với những chia sẻ của các vị khách mời vừa rồi thì cho chúng ta hiểu hơn với những cái khó khăn, những cái vất vả trong công việc đặc thù của những cán bộ làm công tác quản giáo. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng quá trình giáo dục đi của những người làm công tác sư phạm gặp muôn vàn khó khăn, thì những người làm công tác giáo dục lại, những cán bộ làm công tác quản giáo còn gặp khó khăn gấp bội nhiều lần. Và ngay sau đây, để hiểu hơn về những người thầy đặc biệt, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn. Hiện nay, trại giam Gia Trung có 5 phân trại, đang quản lý gần 4.000 phạm nhân. Đa số phạm nhân vào trại chấp hành nghiêm bản án và các quyết định của tòa án. Có được điều này bởi cho công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, đơn vị luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy trình công tác, quản lý chặt chẽ, buộc các phạm nhân chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy trại giam. Bên cạnh đó cũng thể hiện thái độ khoan dung, nhân đạo để cảm hóa thuyết phục, giáo dục bằng pháp luật, làm cho phạm nhân dần dần chuyển biến về nhận thức, thay đổi về tư tưởng, từ đó tin vào đường lối, chủ trương, chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước, nhận ra lỗi lầm, quyết tâm phấn đấu thi đua lao động, học tập, cải tạo, tiến bộ. Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý cải tạo phạm nhân, trại giam Gia Trung luôn chú trọng công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho các phạm nhân, nhằm giúp các phạm nhân hiểu giá trị của lao động, biết quý trọng những thành quả mình làm ra để nỗ lực phấn đấu hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù, có cơ hội tìm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh xa chân vào con đường tội lỗi. Với nỗ lực cảm hóa của những người thầy đặc biệt, hầu hết phạm nhân đã nêu cao được ý thức tự giác trong lao động, yêu lao động, trân trọng và sử dụng tiết kiệm thành quả lao động, yên tâm tư tưởng học tập cải tạo, tích cực học hỏi tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề để khi hết án trở về với xã hội, họ có một nghề ổn định, hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. Của tình đời
giặc Trung ơi, giặc Trung ơi, xanh tươi lắm từng người nơi đây, xanh tươi mãi những tâm hồn người, ngày đêm âm thầm gieo trong nhân cách. Màu xanh xanh vây quanh, một màu xanh cuốn núi đôi, một màu xanh của tình đời. Giặc Trung ơi, giặc Trung ơi, gieo trong nhân cách. Oh, muôn gian khó điện thoại ai hay, cứ công hiến cả môn cuộc đời, lòng thân đưa đò cho người lầm lỡ. Và kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi thì quý vị đã được lắng nghe những giai điệu của ca khúc Xanh Xanh Gia Trung. Và chúng tôi xin được giới thiệu tác giả của ca khúc này, đó chính là Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình của chúng ta. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nhạc sĩ Dương Tấn Bình. Thưa nhạc sĩ Dương Tấn Bình, khi mà lắng nghe những giai điệu của ca khúc Xanh Xanh Gia Trung vừa rồi, cũng là một cái món quà tinh thần, tiếp thêm động lực cho tất cả cán bộ chiến sĩ của trại giam Gia Trung. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn để có thể tiếp tục hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thì nhạc sĩ Dương Tấn Bình có đồng cảm với cái nhận định của chúng tôi là như vậy hay không? Vâng, trước hết thì cũng xin cảm ơn ca sĩ cũng như là những người làm chương trình đã dàn dựng cái ca khúc Xanh Xanh Gia Trung. Một cái ca khúc mà tôi cũng vừa mới viết trong thời gian ngắn gần đây, là chương trình đã làm toát lên được cái tinh thần cũng như cái nội dung muốn truyền tải, muốn truyền đạt của cái bài hát. Thì đối với bài hát này thì xuất phát từ cái như tôi nói ban đầu, từ sự trải nghiệm cũng như là cái cảm xúc thực tế đối với cái nghề nghiệp, đối với nghề này, rồi cũng liên hệ đến một cái cơ sở quản lý phạm nhân ở trên vùng đất Tây Nguyên, Ba Giang, thì Gia Lai thì cũng như một số tỉnh Tây Nguyên khác, cái đặc điểm vị trí địa lý, rồi điều kiện thổ nhưỡng, rồi nét văn hóa đồng bào thiểu số. Thì qua đó tôi muốn dùng cái hình tượng của một cái màu sắc, đó là màu xanh. Màu xanh về mặt tự nhiên đó là một cái màu nó thể hiện sự tươi mát,
thể hiện cái khí hậu, điều kiện khí hậu. Rồi cái màu xanh đó là màu áo đấy, của lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung cũng như là lực lượng cảnh sát quản lý trại giam nói riêng. Rồi màu xanh đó cũng là màu của hy vọng, hy vọng của người làm công tác giáo dục và hy vọng của người được giáo dục. Người được làm công tác giáo dục cũng hy vọng rằng là mình sẽ làm tốt, sẽ là hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác giáo dục. Và cái sản phẩm của hoàn thành tốt đó, của việc làm đó chính là cái kết quả cải tạo, kết quả thi đua cải tạo, rồi hoàn lương, rồi cái, từ kết quả đó những người chấp hành án họ sẽ được thụ hưởng những cái chế độ chính sách và được thụ hưởng một cách đầy đủ nhất, tối đa nhất, tối ưu nhất những cái chế độ chính sách đó, để người ta thi hành án xong rồi người ta được đặc xá, tha tù vân vân, người ta được trở về với cộng đồng, với xã hội. Nhưng cái lời chào của ta đó chúng tôi từng nghe, cán bộ ở lại em về, tức là người ra về là họ về với niềm hân hoan vui sướng hạnh phúc vì được trở về với cộng đồng, với xã hội, với gia đình. Nhưng cái người ở lại thì vẫn tiếp tục giống như cơn sóng này qua đi lại phải đón nhận cơn sóng khác, tiếp tục sự khó khăn gian lao vất vả khác. Nhân đây thì muốn xin được tâm sự thêm với toàn thể quý vị về cái những cái trăn trở, rồi những cái mong muốn của cái hệ lực lượng này trong cái sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, cũng như là trong cái các mọi mặt yêu cầu đáp ứng theo các yêu cầu của công tác công an. Xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình. Và một ca khúc được viết trong một thời gian rất ngắn, thế nhưng chứa đựng rất nhiều những tình cảm, sự cảm thông và sẻ chia của nhạc sĩ Dương Tấn Bình dành cho lực lượng, hệ lực lượng làm công tác quản lý trại giam. Và đặc biệt là gửi gắm ở đó rất là nhiều những thông điệp và ý nghĩa. Vậy thì không biết là Đại tá Đào Ngọc Sĩ sau khi lắng nghe ca khúc này, đón nhận món quà rất đặc biệt này, thì Đại tá cảm nhận như thế nào ạ? Hôm nay được nghe cái bài hát Xanh Xanh Gia Trung của nhạc sĩ Dương Tấn Bình và thể hiện các ca sĩ rồi các nghệ sĩ múa trên sân khấu, cá nhân tôi rất xúc động. Và tôi nghĩ các đồng đội tôi còn đang ngồi dưới kia cũng rất xúc động như tôi. Vì đây, chúng tôi cảm nhận đây là được một món quà vô giá, một món quà về tinh thần. Nhạc sĩ Dương Tấn Bình đã kỷ niệm cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị trại giam Gia Trung. Và một cái bài hát, ca từ thì rất mộc mạc, nhạc thì rất vui nhộn và nghe tiết tấu âm thanh rất là đặc sắc. Chúng tôi hết sức cảm ơn và kính mong trong thời gian tới các nhạc sĩ, các nghệ sĩ quan tâm nhiều hơn nữa, viết nhiều ca khúc hơn nữa, biên đạo nhiều bài múa hơn nữa, nói về đơn vị trại giam Gia Trung và nói về cái hệ lực lượng cảnh sát trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chúng tôi, để đây là những lời động viên về tinh thần để chúng tôi tiếp tục có nhiều nghị lực hơn nữa để là làm tốt công tác quản lý, công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, để trong thời gian tới đưa trở họ về xã hội. Và cũng chia sẻ với các đồng chí là chúng tôi, lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát trại giam nói riêng, mong muốn rằng càng ít việc càng tốt và thậm chí có thể thất nghiệp lại càng tốt hơn nữa. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Đào Ngọc Sĩ. Chúng ta không quá khi mà nói rằng những cán bộ làm công tác quản lý trại giam là những người thầy đặc biệt. Đặc biệt bởi vì họ là những người mà phải soạn rất rất nhiều những trang giáo án khác nhau. Vậy thì chị Vân Anh, chị nghĩ sao khi mà chúng tôi nói rằng là cán bộ làm công tác quản giáo là những người thầy mà phải soạn rất nhiều những trang giáo án khác nhau ạ? Mỗi người phạm nhân đến với chúng tôi thì không phải là ai, mỗi người họ đến đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, một cái điều kiện, một cái hành vi phạm tội khác nhau. Thì có người thì án cao, có người thì án thấp, có người thì đã nhận rõ tội lỗi,
có người thì vẫn chưa nhận rõ tội lỗi. Và đặc biệt là đối với những cái phạm nhân mà tư tưởng không ổn định và thường xuyên là có cái tư tưởng là muốn vi phạm nội quy trại giam, thì cái việc mà giáo dục họ, cải tạo họ đối với tôi là chúng tôi là rất là áp lực. Và khi mà làm một người quản giáo đã khó, thì đối với bản thân chúng tôi là một người cảnh sát quản giáo nữ thì việc này nó còn khó hơn gấp rất nhiều lần. Bởi vì ngoài cái công việc chuyên môn thì chúng tôi còn là một người phụ nữ của gia đình. Và việc vừa phải hoàn thành tốt cái trách nhiệm của một người quản giáo và vừa phải hoàn thành tốt cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình, nó đòi hỏi chúng tôi là phải đôi khi là phải gác lại những cái nỗi niềm vui riêng của bản thân để tập trung toàn bộ cho công việc. Có những cái thời gian mà yêu cầu đơn vị yêu cầu phải là trực chiến 100%, thì cái thời gian đó chúng tôi ở cùng với phạm nhân nó nhiều hơn là thời gian chúng tôi ở cùng chồng với con của mình. Đó, thì để mà trên hết tất cả những cái khó khăn đó, thì bằng cái tình yêu đối với lại nghề nghiệp, bằng những cái cảm hứng mà các cái thế hệ cha anh đi trước, những cái truyền thống mà đã truyền lại, những cái đó đã giúp cho chúng tôi có thêm được động lực, có thêm được những cái sức mạnh để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đồng chí Vân Anh, và chúng tôi nghĩ rằng với những chia sẻ vừa rồi thì cho chúng ta hiểu hơn về những vai trò, trách nhiệm, vinh quang của những cán bộ làm công tác quản lý trại giam, đúng không chị Phương Thảo? Vâng, đúng là như vậy. Và bằng sự bao dung, lòng nhân ái thì mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, họ cũng đang hàng ngày hàng giờ âm thầm để thắp sáng niềm tin cho những người lầm lỗi. Và chắc chắn rằng họ mong rằng những người mà khi đã bước ra khỏi cánh cổng trại giam thì không bao giờ quay trở lại vì bất kỳ một lầm lỗi nào nữa. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Tâm tình người quản giáo, một sáng tác của tác giả Kiều Tấn Minh qua phần thể hiện của Hoài Nam và Hoàng Nhân cùng với các nghệ sĩ múa. Hãy subscribe cho
sẽ thấy mến thương trăm lần. Tình anh chiến sĩ nơi trại giam, vì việc chung phải quên niềm vui riêng cháy bóng, là khi phút giây họp mặt, là khi nắm tay thật chặt, quay người bước vội trở về nơi quan giáo phạm Cảm ơn hai nghệ sĩ Hoài Nam và Hoàng Nhân đã mang đến cho chúng ta những ca từ vô cùng sâu lắng. Vâng thưa quý vị, vì niềm chung mà phải quên niềm vui riêng mình. À, những tâm tình đó thì không biết là với Đại tá Dương Luyện có sự đồng điệu như thế nào với những tâm sự của người quản giáo trong ca khúc với lại công việc thực tế của đồng chí ạ? Để tất cả những cái thực tiễn của một cán bộ quản giáo để hiện lên cho tất cả những động tác và trong giai điệu trong nghệ thuật thật là một điều rất là khó. Nhưng cũng mặc dù vậy nhưng mà cũng đã trong tác hợp trong cái ca khúc đó cũng đã lột tả được cái gì đó trong thâm tâm của người quản giáo, tính tự hào của mình và cũng là từ niềm hy vọng của mình đối với những con người lầm lỗi. Cho nên nói rằng tất cả những ca khúc nó sẽ tạo lên cho con người ta một sức sống, nhưng đồng thời nó cũng là lột tả cho chúng ta những cái gì trong đó sâu lắng mà làm cho người ta hiểu sức sống nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và qua những ca khúc đó tạo cho cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, tươi trẻ hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Đại tá Dương Luyện và có lẽ rằng thông qua chương trình ngày hôm nay cùng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những cán bộ chiến sĩ làm công tác quản giáo của trại giam Gia Trung. Vậy thì còn đồng chí Vân Anh, tôi nghĩ rằng là sau khi mà lắng nghe ca khúc vừa rồi như một lời tự sự của những cán bộ làm công tác quản giáo thì tôi nghĩ rằng là các cán bộ quản giáo còn phải giỏi một bộ môn nữa, đó chính là môn tâm lý học ạ. Vậy thì đồng chí Vân Anh có suy nghĩ như thế nào, nói gì về điều này? Tôi rất là may mắn bởi vì tôi sinh ra và lớn lên cũng trong một gia đình có truyền thống là công an.
Bản thân của bố tôi cũng là một người cảnh sát quản giáo. Ông chính là người đã truyền cảm hứng cho tôi và nuôi lớn cái ước mơ trở thành một chiến sĩ công an cho tôi. Thì hiện tại thì gia đình tôi thì cũng ba anh em chúng tôi thì cũng đều đã nối tiếp bước bố là bước vào ngành công an. Riêng đối với công việc thì khi mà chúng tôi về là sẽ phải chia sẻ để cho người thân của mình hiểu được là những cái yêu cầu của công việc, của ngành nghề nó là như thế. Cho nên là khi mà phải dành thời gian nhiều ở trong đơn vị thì khi mà về nhà thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng dành cố hết sức mình để làm cho người thân, gia đình của mình bớt được cái phần nào cái sự tủi thân khi mà những cái giờ mà ngày lễ, ngày nghỉ mà càng là những cái ngày mà ở ngoài kia người ta nghỉ ngơi và đi chơi cùng với nhau thì chúng tôi lại càng phải trực. Vâng, thì rất may mắn là chúng tôi cũng đều được người thân gia đình chia sẻ và đồng cảm, cho nên là cái vai trò và nhiệm vụ của chúng tôi thì vẫn được hoàn thành tốt và luôn được đảng ủy lãnh đạo đơn vị khen ngợi, động viên khen ngợi ạ. Vâng, ngoài ra thì để phát huy được cái vai trò của hội viên phụ nữ trong trại giam Gia Trung thì trong thời gian vừa qua thì các đồng chí cũng đã có những cái hoạt động cụ thể như thế nào ạ? Vâng ạ, thì đối với lại chị em phụ nữ làm trong công tác trại giam thì chúng tôi có rất là nhiều thiệt thòi. Bởi vậy nên cho nên là đảng ủy lãnh đạo đơn vị sẽ luôn luôn là dành sự quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho chúng tôi. Thứ nhất là để về trong công tác, thứ hai là để thực hiện cái vai trò, cái thiên chức của người phụ nữ, và thứ ba nữa là để cho chúng tôi được tham gia giao lưu, học tập. Và không chỉ là đối với cán bộ nữ mà đối với phạm nhân nữ thì cũng được đảng ủy lãnh đạo đơn vị và tổ chức hội quan tâm. Chúng tôi thường tổ chức những cái hoạt động giao lưu, thể thao, văn nghệ, các cái hội thi nhân những cái dịp kỷ niệm và tạo những cái sân chơi lành mạnh cho phạm nhân nữ. Họ được nguồn cổ vũ động viên về tinh thần và để hoạt động tốt hơn, học tập cải tạo tốt hơn, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đồng chí Vân Anh. Có thể thấy rằng từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã hiểu hơn về những khó khăn, những vất vả, những cố gắng nỗ lực của những người cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Và chúng ta cũng thấy được hơn rằng để có thể hoàn thành tốt được công việc của mình thì họ cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía hậu phương, gia đình, từ phía các đồng chí lãnh đạo hay là các đồng chí đồng đội của mình. Và quan trọng hơn nữa là họ cũng đã nhận được sự giúp đỡ của bà con nhân dân ở nơi họ đóng chân. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe cụ thể hơn sự giúp đỡ đó là như thế nào. Thì Phương Thảo xin được trò chuyện với lại trưởng thôn Thân. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn là trong thời gian vừa qua thì với cái sự kết nghĩa giữa thôn Con Cha Rạ cùng với lại trại giam Gia Trung thì hai bên đã có những cái hoạt động cụ thể như thế nào ạ? Là lâu nay là cái trại Gia Trung và làng Con Cha Rạ là có mối quan hệ cái kết nghĩa thì từ lúc uống rượu cân rồi đeo vòng thì kết nghĩa cùng nhau rồi chia sẻ về tất niên thì về cái an ninh trật tự thì phải chấp hành tốt. Tôi là cùng cảm ơn cán bộ Gia Trung ở đây cùng quan tâm làng của chúng tôi. Sau này thì tuyên truyền thì tốt hơn nữa. Tôi xin nói không nhiều được. Vâng ạ, vậy thì cụ thể các hoạt động tuyên truyền thì như thế nào ạ? Hai bên thì có thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng nhau không ạ? Cũng có. Cái đánh chiêng thì gần gũi với dân làng, rồi có gì thì ăn gì, có gì ăn gì, cũng là giao lưu với nhau. Tôi cũng là rất tốt.
Cán bộ chiến sĩ có xuống cùng ăn cùng ở với lại bà con để giúp đỡ bà con không ạ? Có cái công an Gia Trung rất quan tâm, rồi đem xuống cùng gặp gỡ với dân làng, rồi tuyên truyền về kinh tế xã hội thì là ổn định. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của trưởng thôn Thân để giúp chúng ta hiểu hơn về tình quân dân, để giúp chúng ta hiểu rõ về cái mối quan hệ gắn bó như thế nào mà các cán bộ chiến sĩ có thêm động lực để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và thưa quý vị, có thể nói rằng qua những chia sẻ của các vị khách mời cũng như là những chia sẻ của trưởng thôn Thân vừa rồi thì chúng ta cũng hiểu hơn về làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào để có thể giúp cho con em mình không vi phạm pháp luật, để thêm một công dân không vi phạm pháp luật thì không có người phải vào trong trại giam. Và chúng ta cũng đã hiểu hơn về hành trình của những cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam. Họ đã nỗ lực như thế nào, từng ngày từng giờ thắp sáng niềm tin nơi cao nguyên này. Và ngay sau đây thì hành trình âm nhạc sẽ mời quý vị đến với ca khúc Hát về anh người cảnh sát trại giam, sáng tác Phạm Văn Tuấn, thể hiện tốp ca nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, ca khúc vừa rồi tôi nghĩ rằng như một lời cảm ơn của người dân, của các gia đình, của các phạm nhân xin được gửi tới những cán bộ làm công tác quản giáo. Và chúng tôi nghĩ rằng trong suốt thời gian vừa qua, để thể hiện cái tình cảm đó đối với những người làm công tác quản giáo, thì các văn nghệ sĩ cũng đã có rất là nhiều những cái sáng tác, những cái tác phẩm nghệ thuật, hội họa, âm nhạc để ca ngợi về những cống hiến, những hy sinh, những đóng góp của những cán bộ làm công tác quản giáo. Vậy thưa đồng chí Thanh Thúy, chúng tôi được biết là đồng chí cũng là một thành viên, là một hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai. Vậy trong thời gian vừa qua, để tri ân những cái cống hiến, những cái đóng góp của những cán bộ làm công tác quản giáo, thì Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã có những hoạt động cụ thể như thế nào? Với tư cách là một hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, thì với tôi đây vẫn là một cái đề tài, là một cái vỉa quặng mà mình còn phải khai thác rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, có lẽ là hy vọng là trong dịp kỷ niệm 74 năm hoặc 75 năm ngày thành lập của lực lượng quản giáo, thì sẽ có một cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài công an nhân dân, không phải là trên địa bàn tỉnh Gia Lai mà trong toàn quốc, để những văn nghệ sĩ như chúng tôi được tham gia, được đóng góp những cái tác phẩm của mình. Và bởi vì như tôi vẫn trước sau vẫn khẳng định, đề tài về lực lượng công an nhân dân nói chung và đề tài về người quản giáo nói riêng vẫn là một cái đề tài rất là hấp dẫn ạ. Thế còn nhạc sĩ Dương Tấn Bình, trong thời gian tới khi mà tiếp tục sáng tác những tác phẩm ca ngợi về đề tài công an nhân dân nói chung cũng như là cán bộ làm công tác quản giáo, thì nhạc sĩ muốn khắc họa điều gì, một khía cạnh nào trong công việc của họ? Vâng, đối với tôi, tất nhiên là cũng như các văn nghệ sĩ nói chung, bằng góc nhìn này, bằng góc nhìn khác, trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tìm tòi cũng như là khắc họa thêm một cái góc nhìn từ phạm nhân đánh giá về người quản giáo, những người thầy của họ. Đấy, sự phải khắc họa, phải thể hiện được sự tri ân của họ đối với những gì mà người quản giáo họ đã hy sinh cho họ. Người quản giáo đã hy sinh cả, thậm chí còn gọi là cả hy sinh cả gia đình, tất cả toàn tâm toàn ý tập trung để mà quản lý ngày đêm, để mà qua đó giúp cho họ có cái sự cải hóa, để rồi sớm trở thành người lương thiện có ích cho xã hội, để sớm được về với cộng đồng. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thượng tá nhạc sĩ Dương Tấn Bình. Chắc chắn rồi, văn học nghệ thuật chính là sợi dây kết nối trái tim với trái tim. Và dù ở tiếp cận ở góc cạnh nào, ở khía cạnh nào đi chăng nữa, thì mỗi một tác phẩm văn học nghệ thuật đều là một tác phẩm có tính chất động viên, khích lệ vô cùng lớn để cán bộ chiến sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và chính từ tình cảm của các văn nghệ sĩ như vậy, thì Đại tá Đào Ngọc Sĩ có cảm nhận như thế nào để chúng ta chia sẻ hơn về tình cảm cũng như là trách nhiệm, nỗ lực của mỗi một cán bộ chiến sĩ để đáp ứng cái kỳ vọng, cái mong mỏi của văn nghệ sĩ nói riêng cũng như là toàn thể nhân dân nói chung ạ? Vừa được nghe hai nghệ sĩ chia sẻ về công việc cũng như chia sẻ về trong thời gian tới viết về lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như là viết về lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nói riêng trong thời gian tới, thì cá nhân tôi cũng rất là mong mỏi, rất là mong muốn các đồng chí khai thác nhiều cái đề tài, nhiều cái khía cạnh để toát lên được những cái công việc thầm nặng, những cái khó khăn gian khổ cũng như là những cái niềm vinh dự, niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nói chung và cán bộ chiến sĩ đơn vị trại giam Gia Trung chúng tôi nói riêng. Và cũng trong thời gian tới, công việc thì chúng tôi xác định vẫn còn nhiều những cái khó khăn, những còn nhiều những cái vất vả, và trong công việc thì chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái khó khăn, những cái vất vả, nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Đấy, và nêu cao được cái chữ tâm trong cái công việc để tăng cường công tác quản lý, công tác giáo dục, để phạm nhân nhận rõ được cái hành vi vi phạm pháp luật, tập trung
phấn đấu, học tập, lao động, cải tạo để trở thành người công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Và chúng tôi cũng cam kết, cũng tôi xin hứa là sẽ phát huy được cái truyền thống của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những các cái phát huy được những cái thành tích, những cái nổi bật của các cái thế hệ đi trước để ngày càng duy trì và phát huy được cái đơn vị tiếp bước trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đào Ngọc Sĩ, và chúng tôi nghĩ rằng với những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng sự quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam tại trại giam Gia Trung, và chính những quyết tâm đó thì cùng với những cái thành tích, kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian vừa qua sẽ tiếp tục đóng góp thêm vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, và xa hơn nữa đó chính là những chiến công, những thành tích của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Và cùng chung với mạch cảm xúc tự hào đó, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức liên khúc Hát về người cảnh sát trại giam và vinh quang công an nhân dân Việt Nam, sáng tác Đặng Thị Thu Huyền và nhạc sĩ Đăng Huân với sự thể hiện của top ca nam nữ. Trại giam luôn bên gan vượt qua gian khó, đau đau trong tim niềm tin hướng thiên, không quan gian nguy ngày đêm dậy dỗ, những mảnh đời lầm lỡ trên con đường hướng tới tương lai, vững tin ở ngày mai trả lại cho đời những con người có ích, hướng lên mong danh cho tổ quốc đẹp dỗ. Xa thước mơ xanh, tự hào trong anh là lời thề son sơn, chắp đôi cánh vàng hướng đến tương lai, góp sức xây đời dù đi bao nỗi khó, giáo dục phạm nhân sống có nghĩa tình, không cảm ơn anh những người thầy đặc biệt luôn hy sinh thầm lặng giữa cuộc đời. Không cảm ơn anh, ôi người thầy đặc biệt, trả lại cho đời là những mong sao. Tia nắng rạng ngời, một ngày mới bừng lên với bao chiến công huy hoàng. Mắt trong ánh mắt rạng rỡ người chiến sĩ công an, hiên ngang dưới quân kỳ lòng kiêu hãnh trao dâng. Trận tuyến ta thầm lặng, ai mang ta là nhân dân. Người mang vẫn vang. Mãi trong lòng ta.
Và kính thưa quý vị, lựa chọn và gắn bó với hành trình gieo mầm thiện trong mỗi phạm nhân, đó là lựa chọn một con đường không ít chông gai, thế nhưng đó cũng là niềm vinh dự tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý trại giam. Đó là hành trình của những người gieo mầm thiện trên cao nguyên. Kính thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc tự hào vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giai điệu Bình Yên số 41 được thực hiện tại trại giam Gia Trung. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, cán bộ chiến sĩ trại giam Gia Trung và đặc biệt là các nghệ sĩ, những người đã tạo nên sự thành công chung của chương trình. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các nghệ sĩ. Và đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.